Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm nay và ngày mai không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó đến Bắc Trung Bộ và hầu hết các địa phương ở Tây Bắc Bộ. Từ chiều tối và đêm ngày 6 tháng 3, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 15 đến 18 độ C, khu vực vùng núi từ 12 đến 15 độ C, ở vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Khu vực Hà Nội ngày mai 7 tháng 3 trời nhiều mây không mưa, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ C, cao nhất từ 21 đến 23 độ C. Khu vực Đà Nẵng ngày mai trời ít mây không mưa, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ C, cao nhất từ 29 đến 32 độ C. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh, ngày mai 7 tháng 3 trời có mây không mưa, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ C, cao nhất từ 31 đến 33 độ C.